Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 5, tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc triển lãm Thanh Hóa xưa và nay, nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban sở ngành, địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền khẳng định, triển lãm Thanh Hóa xưa và nay là cuộc triển lãm được chuẩn bị công phu và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Thanh Hóa. Đến với triển lãm, công chúng sẽ được tiếp cận những cứ liệu lịch sử tin cậy, nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu đặc sắc, quý hiếm, từ đó để hiểu rõ hơn về vùng đất, con người Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, và để hiểu rõ hơn về danh xưng Thanh Hóa. Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay cũng là dịp để mỗi người dân Thanh Hóa nhớ về nguồn cội, tri ân với các thế hệ đi trước, tự hào về bề dày truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt, từ đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử vô giá mà cha ông đã gây dựng, trao truyền, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, sớm trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao tặng tỉnh Thanh Hóa phiên bản mộc bản triều Nguyễn ghi về việc vua Lý Thái Tông cho đổi trại Ái Châu thành phủ Thanh Hóa vào năm 1029, đánh dấu thời điểm ra đời của danh xưng Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử. Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay được bố cục 4 phần gồm Thanh Hóa thời tiền sử sơ sử, Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến, Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1945-1975 và Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Với gần 10.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được ban tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sưu tầm, lựa chọn và hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được công bố, được triển lãm, trưng bày sẽ đem đến cho người dân và du khách một cái nhìn toàn cảnh, toàn diện về đất và người Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay được tổ chức từ ngày 5 đến hết ngày 9 tháng 5 tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh và dọc trục đường Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm qua tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Công ty Cổ phần Hợp lực đã chính thức khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực, bệnh viện đa khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa. Dự buổi lễ có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Thứ trưởng Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Tĩnh Gia và các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực khu vực Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, quy mô 500 giường bệnh. Bệnh viện hoàn thành giai đoạn 1 với 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ Y tế thẩm định cấp phép hoạt động tháng 2 năm 2019 với gần 6.000 danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hạng 3, xếp hạng bệnh viện hạng 3. Bệnh viện được đầu tư hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng bộ hiện đại nhất khu vực Bắc miền Trung với hệ thống phòng mổ áp lực dương đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn, máy chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla, phẫu thuật nội soi ổ bụng full HD, máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới. Ứng dụng hệ thống quản lý bệnh viện FPT eHospital, phiên bản ứng dụng công nghệ 4.0 mới nhất như trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu lớn Big Data, hướng đến xây dựng bệnh viện không giấy tờ, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nhanh, gọn, chính xác. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực đã khám và chữa bệnh cho khoảng gần 600 lượt người, điều trị nội trú cho 500 lượt người. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực đã đưa bệnh viện tư nhân thứ hai vào hoạt động, đồng thời đánh giá việc Tổng Công ty lựa chọn quyết định đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực tại khu kinh tế Nghi Sơn thể hiện tầm nhìn chiến lược, đi trước, đón đầu trong khai thác tiềm năng của khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của đô thị động lực Tĩnh Gia.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tin tưởng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập tuyến tỉnh, tuyến trung ương, tạo điều kiện cho người dân trong khu vực tiếp cận được với các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các chuyên gia, người lao động và nhân dân khu vực khu y tế Nghi Sơn và vùng lân cận, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đánh giá, việc Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực khai trương đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực khẳng định sự lớn mạnh, uy tín của thương hiệu Hợp Lực trong hệ thống khám chữa bệnh của Thanh Hóa và cả nước, khẳng định tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhân dịp này, Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua doanh nghiệp doanh nhân đồng hành cùng Thanh Hóa đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã được trao tặng huy hiệu Chiến sĩ vẻ vang của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, tối qua ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đêm nhạc Khúc Tình ca Thanh Hóa. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến dự. Trong đêm nhạc, khán giả đã được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng về Thanh Hóa qua các giai đoạn lịch sử như Chào Sông Mã Anh Hùng, Khúc Tình ca Thanh Hóa, Tình ca Sông Mã, Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác. Qua phần biểu diễn của các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, đêm nhạc đã góp phần quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nghệ thuật và lịch sử, đồng thời tái hiện bản lĩnh của con người xứ Thanh sâu nặng nghĩa tình, kiên cường trung dũng trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và khích lệ động viên nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua xây dựng quê hương trên chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Đêm nhạc Khúc Tình ca Thanh Hóa là một trong các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Thực hiện điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 về xây dựng đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo lấy ý kiến để hoàn thiện đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023. Trên cơ sở đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh do Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu ra có chức năng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của hội, tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên và nông dân thuộc thẩm quyền của hội. Ủy ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Tại hội nghị, các ý kiến đã cơ bản thống nhất nội dung của dự thảo đề án, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung như xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch thực hiện, một số nguyên tắc tổ chức. Sau hội nghị, Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thiện đề án trình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện. Xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn vừa đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tập trung huy động nguồn lực từ địa phương, từ sự đóng góp của nhân dân, kết hợp với kêu gọi hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn và con em xa quê, trong 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thọ Thế đã huy động được hơn 95 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Xã cũng luôn chủ động thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn cho giá trị kinh tế cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,25%. Tất cả 6 thôn đều có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Đây là tiền đề quan trọng để xã Thọ Thế tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới. Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và trao tiền thưởng cho xã Thọ Thế. Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa đến động viên thăm hỏi giáo viên học sinh trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Đoàn công tác đã đến thăm viếng động viên gia đình em Lê Hữu Phước, nạn nhân tử vong trong vụ việc đau lòng xảy ra tại trường tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh vào sáng ngày 3 tháng 5. Đoàn chia buồn sâu sắc với mất mát to lớn của gia đình và mong những người thân của em Lê Hữu Phước sớm ổn định tinh thần để ổn định cuộc sống.
đến thăm 5 nạn nhân là giáo viên và học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, biểu dương cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên trường tiểu học Đồng Lương đã không sợ nguy hiểm, can ngăn hung thủ để bảo vệ học sinh và đưa các em đi cấp cứu. Đoàn công tác của ngành giáo dục động viên các em học sinh và cô giáo bị thương sớm ổn định tinh thần, sức khỏe để tiếp tục đến trường và đề nghị nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương cùng với cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm an toàn an ninh trường học. Ngày 5 tháng 5, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Thanh Hóa đã tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít, 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2019. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, bằng cuộc chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh to lớn, các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã chiến thắng phát xít Đức, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là một trong những thiên anh hùng ca chói lọi đã được ghi vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20. Và cũng từ chiến thắng này, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao trên toàn thế giới trở thành lực lượng quan trọng chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bá quyền, bảo vệ hòa bình thế giới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do. Kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít là dịp để các thành viên Hội hữu nghị Việt-Nga Thanh Hóa cùng tìm hiểu sâu sắc hơn về tình hữu nghị truyền thống Nga-Việt, từ đó tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tham gia các hoạt động kết nối kiều bào tại Nga đầu tư vào Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục vận động duy trì các hoạt động từ thiện nhân đạo. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Thanh Hóa đã trao huy chương hữu nghị cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn, củng cố và phát triển tình hữu nghị anh em truyền thống giữa nhân dân Nga và Việt Nam. Trung đoàn Bộ binh 335, Đoàn Thảo Nguyên, Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, đơn vị hai lần anh hùng, vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của đơn vị, 7 tháng 5 năm 1965, 7 tháng 5 năm 2019. Tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 335 đã cùng nhau ôn lại truyền thống của đơn vị trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào. Năm 1965, Trung đoàn Bộ binh 335 được thành lập trên cơ sở rút gọn từ Lữ đoàn 335, trực thuộc Quân khu Tây Bắc. Từ năm 1965 đến năm 1987, Trung đoàn có nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào xây dựng cơ sở cách mạng và đấu tranh giải phóng dân tộc. Tham gia chiến dịch nào, Trung đoàn cũng làm nhiệm vụ chốt chặn, phòng ngự, tiêu diệt địch, giúp bạn xây dựng cơ sở, củng cố chính quyền cách mạng và giúp bạn xây dựng bản làng. Quá trình làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước ghi công, tuyên dương hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với việc ôn lại truyền thống của đơn vị, tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 335 đã cùng bàn bạc thống nhất quy chế hoạt động để tiếp tục giữ mối liên lạc, tạo sự gắn kết ngày càng bền chặt hơn, qua đó thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thực hiện phong trào nêu gương sáng trong cựu chiến binh và các phong trào thi đua của địa phương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tục xuất hiện những trận dông lốc gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Những hiện tượng cực đoan này báo hiệu những diễn biến phức tạp về tình hình thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, đòi hỏi các ngành các cấp và người dân cần chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 trận dông lốc, trải rộng từ các huyện đồng bằng ven biển đến các huyện miền núi cao. Dông lốc kèm theo mưa lớn đã làm chết 1 người, bị thương 1 người, hơn 800 ngôi nhà và nhiều công trình công cộng bị hư hỏng. Hàng nghìn hecta cây trồng bị thiệt hại. Ở khu vực Thanh Hóa được tính toán dự báo rất là kỹ thì ảnh hưởng trực tiếp, tức là bão đổ bộ của khu mình là khoảng một cơn thôi. Thế nhưng mà ngoài ra thì mình còn chịu ảnh hưởng của cái cơn bão đổ bộ vào phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Đều gây ra gió từ cấp 6 trở lên và lượng mưa thì cứ phải hàng trăm mm trong ngày. Theo quy luật thì những năm mà ảnh hưởng của hiện tượng El Nino thì những năm mưa không nhiều. Thế nhưng rất nhiều những đợt mưa lớn cục bộ. Đề nghị các sở ban ngành và các địa phương cần tập trung chú ý là thứ nhất là tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cái công tác tìm kiếm phòng chống thiên tai tìm kiếm nạn năm 2019. Cái công tác đảm bảo cho cái an toàn các công trình thủy lợi, đê điều phục vụ cho cái việc tiêu úng rồi hộ đê phòng lũ, xây dựng các cái phương án trọng điểm và theo cái phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Cùng với việc khẩn trương tu bổ, nâng cấp và xử lý khẩn cấp các công trình đê điều, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện phòng chống lụt bão,
các ngành các cấp và người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan xảy ra. Đặc biệt, cần tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn khi gặp dông lốc, mưa đá. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lượng khách đến các khu du lịch ngày càng tăng, nhu cầu mua bán và sử dụng thực phẩm vì thế cũng tăng cao. Do đó, công tác quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đang được chính quyền địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hết sức chú trọng nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Huyện Hoàng Hóa có trên 360 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có hơn 50 cơ sở do tỉnh quản lý, số còn lại do cấp huyện quản lý. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban dân các xã, thị trấn tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch. Huyện đã tổ chức cái đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, như trung tâm cũng có cái thành lập cái đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm trước mùa du lịch, để làm sao đó để giám sát được các cái cơ sở này từ nguồn gốc xuất xứ có hàng được nhập vào, cũng như là các cái bếp ăn đang thực hiện cái chế biến thức ăn trên địa bàn của khu du lịch, và mục đích là để làm sao đó để cái nói không với cái thực phẩm bẩn và thực phẩm không đủ chất lượng. Xác định nguồn gốc chất lượng đầu vào là khâu then chốt trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên quản lý các khách sạn kiểm tra giám sát rất sát. Chúng tôi phải ký hợp đồng, và thí dụ như là hàng hải sản thì phải có những cái nơi mà đánh bắt này và bán cho chúng tôi phải có hợp đồng và có nơi rõ ràng xuất xứ sản phẩm, và chúng tôi có hợp đồng. Còn đối với rau củ quả thì chúng tôi cũng đã đấu mối với cái chỗ Hoàng Hợp Hoàng Hóa đấy, với cái chương trình Việt Gáp thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng với bên Việt Gáp và cái chỗ Hoàng Hợp để chúng tôi muốn là làm cái rau sạch vào cho khách sạn. Tại thành phố biển Sầm Sơn, điểm mới trong mùa du lịch năm nay là đưa vào hoạt động thí điểm tuyến phố kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm từ tuyến đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, đoạn từ cầu Bình Hòa đến đầu đường Hồ Xuân Hương. Trong những tháng cao điểm của mùa du lịch, Sầm Sơn sẽ tăng cường tuyên truyền, thực hiện giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Ngành chức năng kiểm tra, thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở, doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện 95% cơ sở thành phố quản lý đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhận thức của các đơn vị kinh doanh thực phẩm cũng được nâng lên rõ rệt. Nguyên tắc của khách sạn tôi ấy là cái thực phẩm là phải tươi. Nếu con cá, con tôm là phải tươi, rau, quả là phải xanh, đủ với tiêu chuẩn thì khách sạn của tôi mới phục vụ quý khách. Những người đầu bếp hay phục vụ là đa số là được tập huấn hết rồi. Đơn vị chúng tôi là rất quan tâm đến cái nhắc nhở nhân viên từng người đấy, làm chuẩn mực, sạch sẽ. Đấy. Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, Thanh Hóa phấn đấu cho năm 2019 đón 9,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 14.500 tỷ đồng. Vụ chiêm xuân năm 2019, Trung tâm Khuyến Nông Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hồng Thắng, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai tổ chức hội thảo về mô hình trình diễn sử dụng phân bón đạm xanh Hà Bắc N46TE và phân lân Super Đức Giang cho cây lúa tại xã Yên Phong, huyện Yên Định. Mô hình được triển khai trong vụ chiêm xuân 2019 tại xã Yên Phong, huyện Yên Định trên diện tích 20 ha. Đến nay, kết quả thực tế mô hình cho thấy việc sử dụng phân bón đạm xanh Hà Bắc N46TE và phân lân Super Đức Giang tiết kiệm được lượng phân bón, lúa nhanh bén rễ hồi xanh, bộ rễ lúa phát triển sâu rộng, đè nhánh tập trung, cây xanh bền, thân lá cứng, số nhánh hữu hiệu trên khóm cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Dự kiến năng suất đạt trên 65 tạ trên 1 ha. Sau khi trừ chi phí, các hộ có thu nhập gần 25 triệu đồng 1 ha một vụ, cao hơn 8,1 triệu đồng 1 ha một vụ so với giống đối chứng. Không chỉ trên cây lúa, mô hình trình diễn sử dụng phân bón đạm xanh Hà Bắc N46TE và phân lân Super Đức Giang còn thực hiện trên cây ngô vụ xuân trên diện tích 10 ha ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, đem lại kết quả vượt trội về năng suất, giảm chi phí so với cách bón thông thường. Ngày 4 tháng 5, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp lực Thanh Hóa tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân.
Tham dự hội thảo có đại diện vụ bảo hiểm y tế Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hơn 200 hội viên của Hiệp hội. Theo đánh giá tại hội thảo, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân đã được triển khai với các phần mềm quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, y tế từ xa, thẻ điện tử thanh toán viện phí. 100% bệnh viện tư nhân đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn, giảm nhiều thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám, chờ mua thuốc cũng như thời gian xuất viện, đem đến sự hài lòng cho người bệnh. Tại hội thảo, đại diện các cơ sở y tế tư nhân các tỉnh đã trình bày các bài tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế hiện nay như ứng dụng phần mềm trong quản lý khám chữa bệnh, giải pháp truyền tải, lưu trữ và xử lý hình ảnh, vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện thông minh. Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị nhìn nhận, đánh giá lại tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám chữa bệnh tại đơn vị mình, đồng thời phổ biến chính sách pháp luật về an toàn, an ninh thông tin khi ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn miễn phí và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Nga Sơn và Hà Trung. Trong chương trình, các y bác sĩ trẻ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ và bệnh viện đa khoa Nga Sơn Hà Trung đã khám tổng thể, đo huyết áp, siêu âm, điện tim, xương khớp, mắt, tư vấn cách phòng tránh bệnh tật và giữ gìn sức khỏe, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí trị giá hơn 60 triệu đồng cho người nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Nga Sơn và Hà Trung. Được biết, thời gian qua, cùng với nhiều phong trào ý nghĩa khác, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí là hoạt động thiết thực xung kích tình nguyện của thanh niên Thanh Hóa chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã trao 40 suất quà cho các gia đình khó khăn tại hai huyện Nga Sơn và Hà Trung. Sau đây là một số sự kiện nổi bật trong nước và trong tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019. Ngày 12 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak lần thứ 16 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ-Việt Nam kỷ niệm 25 năm thương mại và đầu tư. Sự kiện này nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương và sẽ công bố sách trắng chung, đề xuất một khung cụ thể để tăng cường thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 tại thành phố biển Nha Trang, năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề Nha Trang sắc màu của biển và tuần lễ Festival biển Nha Trang Khánh Hòa lần thứ 9 năm 2019 sẽ chính thức khai mạc với nhiều chương trình hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc. Ngày 8 tháng 5, tại nhiều địa phương trong cả nước sẽ diễn ra lễ phát động Tháng Nhân Đạo năm 2019 và kỷ niệm Ngày Chữ Thập Đỏ, Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế với chủ đề Kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Ngày 8 tháng 5, lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa với phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề 990 năm Thanh Hóa. Từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện Hậu Lộc, Như Xuân và Ngọc Lặc. Ngày 6 tháng 5, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo và thảo luận cho ý kiến về một số nội dung, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019, kế hoạch đầu tư các dự án theo hình thức PPP năm 2019. Ngày 7 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa. Công dân tập thể kiểu mẫu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.